Chào em. Dạ vâng, chào Dobrý deň ta. Tak. Tiếp theo nào. Đó. thầy. À, thế như vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ bài học bài số 4 của chúng ta. Đấy. Bài số 4 của chúng ta sẽ bắt đầu bằng các đại từ ôn và ăn nào ở đây đấy. Mà ôn có nghĩa là anh ấy, Anna là cô ấy đấy. À, khi ôn và Anna đứng cạnh nhau thì chúng sẽ họ sẽ trở thành anh nhỉ, anh nhỉ, đó là họ đấy, đó ôn Anna anh nhỉ, giống đực giống cái và số nhiều. À, bây giờ chúng ta sẽ để ý xem người ta đọc như thế nào. Trong tiếng Nga có ngữ điệu đi xuống, chúng ta biết đó là ngữ điệu IK1, et Anna et tôm, và ngữ điệu đi lên là ngữ điệu câu hỏi, et Anna et tôm đó. À, thế nhưng mà ở trong cái câu này của chúng ta thì nó lại sử dụng cả ngữ điệu đi lên và ngữ điệu đi xuống, mặc dù nó chỉ là câu kể thôi đấy. Lý do tại sao lại như vậy? À, bởi vì trong câu này người ta sử dụng liên từ y là liên từ để kết nối hai thành phần tương đồng với nhau ở trong câu. Ở đây chúng ta sẽ có câu et an ít tôm, et an ít tôm. Vậy thì đứng trước liên từ y người ta sẽ đọc lên giọng, và sau liên từ y người ta sẽ đọc xuống giọng. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thử một vài ví dụ nhé. Tạc. Et và đá. Et Ivino. vada Ivino. divino Đà. Et tôm. divino Et tôm. Ian. et tutto Ian. ianna Đà. Et mười. ianna Et mười. Et anh nhì. et mười Et anh nhì. et anni Đà. Et ôn. et Ianna. anni Et ôn. et Ianna. on ianna Đà. et À, tiếp on theo nào. ianna Ianna. Đây. Et dom. Et dom. Et dom. À, đây đọc nâng Et giọng lên. dom. Et dom là câu hỏi mà. Đấy. Câu hỏi. Et dom. Da et dom. Et dom. Da et dom. Da et dom. Et Anna. Et Et Anna. Anna. Da et Anna. Et Anna. Da Da et et Anna. Anna. Et vino. Et vino. Da et vino. Da et vino. Et tom. Et tom. Da et tom. Da et tom. À, thế như vậy đến đây chúng ta thấy đó là cái cách mà người ta đọc trong câu có liên từ y. À, trước y chúng ta phải lên giọng, sau y chúng ta có thể xuống giọng đấy. Ta cũng lưu ý như vậy. À, chúng ta thường nói là gì nào? Ngữ điệu của câu sẽ giúp cho người Nga có thể hiểu được em đấy. Tác vụt khá nhưng nó sẽ có một câu chuyện ngắn ngắn như thế này, chúng ta thử đọc mà. Đây là câu chuyện mà chúng ta viết được qua những cái bài vừa rồi. Et moi Etomoi rascas. À, có như từ rascas là cái gì không nào? raskas Rascas là gì vậy? không Rascas. đây Rascas. Nó. Rascas. Etemoi là ngân hàng rascas. nữa Đã. cơ Rascas là nghe không gì? quen Nó. Rascas có nghĩa là nghe một câu ngân chuyện hàng đấy. đặt hàng à Rascas là một câu chuyện đấy. ừ. Là một câu chuyện. Etemoi Rascas. Etemoi Rascas. Đấy. Etomoi Etemoi rascas Rascas. Etemoi Rascas. Etemoi Rascas. Đó là đây là câu chuyện của Etomoi tôi rascas đấy. Tiếp theo nào. Maya simya Maya simia đã. Maya simya. Maya simia Maya simya đấy. Maya Maya simya simia đấy. Gia đình của tôi đấy. Maya simya. Gia đình của Gia đình tôi của tôi đấy. là Gia đình của Maya tôi đấy. simia Maya simya. Số Et mama. Et Etomama mama. Đã. Et mama. Etomama Et baba. Et Etobaba baba. Đây là bà đấy. Et ya. Yeah.
Etaya. Etaya. Etabrat. Etaya. Etabrat. Etabrat. Brat là gì nào? Etabrat. Brat, Em brat trai, là em à, trai. em trai, anh trai đấy. Etasistra. Etasistra. À, Etasistra. etasistra. Còn đây là em gái đấy. À, etasistra. Ashtoita. Astolta. Etedom. Astolta. Etedom. Etadom. À, etakno. Etadom. À, etakno. Etakno. Etevanna. Etakno. Da, etevanna. Etavanna. À, etevada. Etavanna. À, etevada. Etavada. Vada. Vada là gì? Etavada. Vada là gì? Nước. À, vada là nước đấy. À, vanna là Nước. gì nào? Vanna. 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 Em không Vanna. biết. À, vanna. Vanna là cái bồn tắm đấy. À, đây là cái bồn tắm thì còn đây là À, nước đấy. bạn tắm. Etevanna. À, etevada. Ừ. Vanna. Vada. Đấy. Ta khrasho. Etavanna. À, vanna. Ta Dạ. etevada. Ta khrasho. À, ta. Tiếp theo nào. Ừ. À, chúng ta sẽ xem khái niệm. À, một vài câu người ta thường dùng để chào hỏi đấy. À, trong tiếng Nga người ta chào hỏi, người ta dùng những từ gì? Tá. À, tá. Chúng ta sẽ có từ chào hỏi về các thời khắc ở trong ngày. Nếu mà buổi sáng người ta sẽ nói Dobre utra. Dobre utra. À, có biết câu này không nào? Em chào buổi Dobre. sáng. Chào buổi sáng đấy. Dobre utra, nói nào, tự nhiên nào. Dobre utra. Dobre utra. Dobre utra, đấy. Dobre utra. Đấy. Utra, đấy. Tiếp theo nào. Dobry день, đấy. Dobry день. À, chào ban ngày, đấy. À, dobry день, dobry день. Dobry là gì? Đà, dobry là cái gì? Dobry có nghĩa là gì? À, dobry là tốt lành, nhân hậu đấy, tốt tính đấy. À đó. Chúc buổi sáng tốt lành. Dobre utre đấy. Dobry день đấy. Dobry vечер. À, dobry vечер. À, dobry vечер. Dobry vечер là chào buổi tối. Dobry vечер đấy. À đó. Thế và có câu Spokojnoj noci. Spokojnoj noci. À, spokojnoj noci là chúc ngủ ngon. Spokojnoj noci. Spokojnoj noci. Noci, đấy. Noci. Noci là cái gì? Noci là đêm, buổi đêm đấy. Nốt đêm. Spokojnoj, spokojnoj là một đêm yên tĩnh, chúc cho một đêm yên tĩnh. Spokojnoj. Noci. Đã. Spokojnoj noci. À, như vậy đây Spokojnoj chúng ta nhìn thấy ở trong này nó có những cái từ gì nè. Đó là từ utra. Đấy. Utra. noci. À đúng nè, utra. Utra là buổi sáng. Utra. Đã. Dạ. Utra. Đã. Cho lên đây đấy. Đó. Utra. À đó. Ban ngày là gì? Dien. Dien là ban ngày. Diên. Đấy. À. Vechera. Vechera. Diên. Vechera là buổi tối. Đấy. Và cuối cùng là noch. Noch là buổi đêm. Đấy. Đó. Tạc là buổi đêm. Tạc. Tạc là đấy. Đó. Chúng ta có những danh từ như vậy. Đây gọi là danh từ. Danh từ. Nó dùng những danh từ này trong câu hỏi. À, trong câu chào. Utra. Em nói lại nào. Utra. 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 Utra là buổi sáng đấy. Utra. День. Dien. День. Dien. День. Dien. Вечер. Dien. Вечер. 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 Ночь. Вечер. Ночь. 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 Đấy. Buổi Ночь. sáng này, ban ngày này, buổi tối này, buổi đêm này. Đấy. Ta хорошо, bây giờ nói lại nào. Доброе утро. Доброе Доброе утро. утро. Добрый день. Добрый Добрый день. день. Добрый вечер. Добрый Добрый вечер. вечер. Спокойной ночи. Спокойной Спокойной ночи. ночи. Да? А, да. Спокойной А, ночи. спокойной ночи. Да? Спокойной ночи. À, так вот. À, thế như vậy đây là cái chào buổi sáng này, chào ban ngày, chào buổi tối và chúc ngủ ngon vào ban đêm. Đấy. Đó. À, bây giờ, Vâng. à, ví dụ đi buổi sáng ra gặp người quen của mình, chúng ta nói sao nào?
Доброе утро. Доброе утро. Утро, да? Nếu ban ngày từ khoảng 11 giờ trở đi gặp người ta thì đó là gì? Добрый день. Добрый Добрый день. день. Đấy. Nếu gặp người ta buổi tối nó nói добрый вечер. Добрый вечер. Đấy. Nếu mà đi chơi với bạn bè đến khi chia tay chúc bạn ngủ ngon. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи. Vậy thì quan trọng là gì? Chúng ta nói như nhiều cho quen. Доброе утро. Добрый день. Добрый вечер. Доброе ночи. Доброе утро. Да. Добрый день. Добрый вечер. Спокойной ночи. Đấy. Так, bây giờ chúng ta đã học biết cái chào hỏi rồi. Lần sau vào bài chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ chào hỏi bằng tiếng Nga. Đấy. Đó. Bây giờ có câu chào gọi là có thể dùng trong mọi trường hợp. Đó là từ Здравствуйте. 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 Đó là chào chào người lớn. Đấy. Chào người hơn tuổi mình này. Thế rồi chào cái người mà chúng ta không quen biết này, khách hàng của chúng ta này, chúng ta nói Здравствуйте. Đấy. Đó. Ví dụ chúng ta mua vé này, mua vé thì chúng ta đến phòng vé gặp những người làm việc ở đó, chúng ta sẽ nói Здравствуйте. Здравствуйте. Đấy. Здравствуйте. Здравствуйте. Đấy. Tiếp theo chúng ta có từ Здравствуй. Nếu mà gặp bạn bè thông thường thôi thì chúng ta nói Здравствуй, không có đuôi che này. Здравствуй. Nói здравствуй. 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 Nếu mà người quen biết thân thiết bạn bè của mình chúng ta sẽ nói привет. 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 Đấy. Привет. Привет. Хорошо. Tạm biệt nào. Tạm biệt. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Đấy. До свидания. Tiếp theo nào. Пока. 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 Пока là chào tạm biệt. Đấy. Đó. Tiếp theo là cảm ơn nào. Спасибо. 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 Biết rồi đấy. Спасибо. Và có từ. Пожалуйста. 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 Nếu người ta cảm ơn thì người ta sẽ nói. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Да. Thế ngoài ra người ta còn có thể nói cảm ơn là gì nào? Благодарю. 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 Là cũng là cảm ơn. Nha, người ta nói câu này nghe nó trang trọng hơn đấy. Nghe có vẻ nó quý tộc hơn. Благодарю. Chúng ta có thể nói trả lời là gì? Не за что. 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 Да. Thế bây giờ chúng ta hỏi thăm nhau nào. Как дела? Как дела? Как дела? Thế sẽ có 5 kiểu trả lời. Đấy. Прекрасно là tuyệt vời. Прекрасно. Прекрасно là tuyệt vời. Прекрасно. Прекрасно. Dạng thứ hai. Хорошо. 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 Dạng thứ hai. Đấy. Хорошо. Dạng thứ ba nào. Нормально. Нормально là bình thường. Нормально. Нормально. Bình thường. Đấy. Нормально. Dạng thứ tư nào. Ничего. 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 Đấy. Dạng thứ năm nè. Плохо. 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 Плохо là tồi tệ. Плохо. Đấy. Thế bây giờ, thì giáo hỏi em sẽ trả lời nè. Как дела? No. Нормально. Đấy. Thì giờ chị xem cái từ cần trả lời đi nè. Как дела? Прекрасно. 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 Прекрасно, да? Как дела? Прекрасно. Прекрасно, да? Как дела? Прекрасно. Хорошо. 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 Как дела? Нормально. Да, да, нормально. 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 Да, нормально, да? Как дела? Да, нормально. Да, ничего. 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 Как дела? Ничего. Как дела? Ничего. Как дела? Плохо. Как дела? Плохо. Да? Плохо. Как дела? Ничего. Как дела? Да. Плохо. Да? Так. Плохо. Да? Да. Видите, на? Да? Đó, đó là những câu chào hỏi. Так. Đây là hôm nay chúng ta học chào hỏi rồi, thì những cái câu chào hỏi này chúng ta đã biết rồi. Bây giờ để nói cho nó quen thì chúng ta phải nói nhiều lần đi. Đấy. Cứ nhìn những cái chữ này và nói nhiều lần. Cái việc chúng ta nói nhiều lần nó rất trợ giúp cho chúng ta trong cái việc nói khi mà cần thiết đấy. Nó làm cho chúng ta quen và nói nhanh đấy, em hiểu chưa?
Vậy thì muốn muốn nói nhanh, muốn nói hay thì chúng ta phải rèn luyện nó nhiều. Đừng có tin tưởng rằng là mình biết ở trong đầu rồi, đến khi mình cần nói mình nói ra được, không được đâu, không được, không, nó không ra ngay đâu. Đấy. À đó, thế vậy thì khuyên các em là gì? Nên rèn luyện thường xuyên đấy. Tạ show. Bây giờ chúng ta sẽ sang một phần khác. Sang phần bài ngày hôm nay. Đó là cách nói sở hữu ở trong tiếng Anh. Đấy. Cách nói sở hữu như thế nào? Đối với tiếng Nga thì khi chúng ta muốn hỏi là ngôi nhà này của ai, đấy, cái ô tô này của ai, thì người ta sẽ sử dụng câu hỏi chỉ chỉ đấy chỉ à đây người ta có từ chỉ là của ai, chỉ ete dom, nói là chỉ ete dom là chỉ ete dom, ngôi nhà này của ai, chế tết đồn đấy. Đó, chế tết đồn. Tiếp theo nào, chế tết dồn, chế tết dồn là cái ô này của ai, chế tết dồn dồn đấy, chế tết ra vột là chế tết ra vột, ra vột, chế tết ra vột, chế tết ra vột là cái nhà máy này của Chơi ai, ra vụt đấy, chế tơ áp tổ bus, chế tơ áp tổ bus, Chơi ít áp tổ áp tổ bus là cái ô tô buýt này của ai, áp chế tổ tơ bút áp tổ bus đấy, chế tơ Chơi papa, ít áp tổ ông bút bố của ai đây, chế tơ Chơi papa, ít papa chế tơ papa, Chơi ít papa đấy, chế tơ brat, chế tơ brat Chơi ít brat đấy, em trai của ai đây đấy, chết tới già già, Chơi ít brat chết tới già già, Chơi ít dừa đã chết tới già già, Chơi đó ít chết tới già già là gì dừa nào, đây là gì nào, người người cậu của ai? ông chú của ông cậu của ai đây đấy, khi trả lời chúng ta sẽ dùng một trong bốn đại từ sau đây, môi của tôi, từ vôi của cậu, nash của chúng tôi, vash của các cậu đấy, môi từ vôi, nash, vash, nói nào, môi, Môi từ vôi, Từ vôi nash, Nát vash, Vash vash, môi từ vôi, Vash nash, vash đấy, Môi Từ môi từ vôi vôi, nash, Nát vash 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 đấy, môi từ vôi, nash, vash Môi từ đó, vôi nash, Nát vash, Vash như thế nào đấy, tắt bột, хорошо. Đó là gì, đó là cách Của các tôi, đại của từ, đây gọi em là đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu đấy. Thế ở đây là định dạng, những ấy định dạng này là những định dạng ở giống đực, cho nên bây giờ thì nó sẽ hỏi và em sẽ trả lời nào. Nếu người ta hỏi chê tơ đồm, trả lời ê tơ môi đồm đấy, chê tơ dồn ê tơ tơ vôi dồn, chê tơ ra vột chơi Ít ra vô đà ê tơ nash ra vột, Ít nash ra ra vột, vô chế tơ áp tổ bus, ete vash áp tổ bus, Chơi Chơi ít áp tổ bút áp tổ bus, ete vash áp tổ bus, Ít vash tổ áp tổ áp bút tổ bus đấy. Tạ, bây Áp giờ tổ bây giờ thì nó sẽ hỏi và thì nó sẽ chỉ cái đại từ mà em cần dùng để trả lời nhé, хорошо đấy, chế tơ đồm Это мой дом. đấy, chế tơ dồn, Это твой дом. chết từ ra vột, Это наш завод. đã chết từ áp tổ bus, Это ваш автобус. đã chết từ papa, Это мой папа. môi papa, chết từ brat, Это твой брат. đã chết từ già già, Это наш брат. nas già già và dạ dạ đấy. Đó, thế tiếp theo nào, sẽ có đại từ, sẽ có danh từ giống cái đấy, komnata. Nếu chúng ta muốn hỏi căn phòng này của ai, căn phòng đấy, thì chúng ta phải hỏi cha komnata, ete komnata, cha cha ete komnata, đấy, cha ete komnata, cha đấy, cha ete komnata, komnata đó là căn phòng này của ai căn đấy, phòng căn phòng này của ai đúng không đấy, đó.
chết được còn nát đấy. À, thế có thể hỏi là gì nữa nào? À, một danh từ giống cái nữa mà chúng ta hay dùng đó là gì? Sumka. Sumka. Đấy. Sumka. Chết được sumka. Chết được sumka. Chết được sumka. À, chết được sumka. À, có nghĩa là gì? Cái túi này của ai? Chết được sumka. Đấy. À, thì chúng ta trả lời. Это моя сумка. Это твоя комната. Это моя сумка. Đấy. À đúng nè. Это твоя комната. Комната. Это наша мама. Это наша мама. Это ваша нота. Это ваша нота. Ваша нота. Да, ваша нота. Đấy. À ta. À chúng ta sẽ thay cái từ nota bằng cái từ khác mà chúng ta có thể là sử dụng hữu hiệu hơn. Nốt ta là cái nốt nhạc, chả mấy khi chúng ta nói cái nốt nhạc cả đấy. Dạ, vâng. Nốt nhạc thì phải học phát âm thôi. Vậy chúng ta sẽ thay cái từ là từ Дочка. Дочка. Đấy. Дочка là cô con gái. Cô con gái của ai đó. Đấy. Чья это дочка? Это ваша дочка. Đấy. Đó, ví dụ vậy. À, так вот, хорошо. Nào, à, bây giờ thì nó sẽ hỏi và em sẽ trả lời nhé. Так. Чья это комната? Это моя комната. Моя комната. Чья это сумка? Это твоя сумка. Это твоя сумка. Чья это мама? Это наша это мама. Это наша мама. Чья это дочка? Это ваша дочка. Это ваша дочка. А чья это бабушка? Это моя бабушка. Это моя бабушка. Чья это сестра? Это твоя сестра. Да, это твоя сестра. À, хорошо. Thế như vậy vừa rồi là chúng ta đã sử dụng gì nào? Là các đại từ sở hữu ở giống cái để chỉ sự sở hữu của các danh từ này. Đấy. Đó, danh từ giống cái. Bây giờ nếu chúng ta sử dụng các danh từ giống chung thì chúng ta sẽ phải hỏi theo giống chung. Chiu это окно. Chiu это окно. Chiu это окно. Да, chiu это окно. Chiu это окно. À, chiu это окно. Đấy. Chiu это окно. À, chúng ta sẽ sử dụng các đại từ sở hữu. Это моё окно. Это моё окно. Chiu это вино. Chiu Чё это вино? Да, trả lời sao nào? Это твоё вино. Да? Твоё вино. Вино. Чё это пиво? Это пиво. Ваше... Это наше... Наше пиво. Это наше пиво. Да. Чё это письмо? Это ваше письмо. Письмо. Да. Чье это кафе? Это мое кафе. Это мое кафе. Чье это платье? Платье. Платье это где? Платье это где? Азади. А азади на? Да. Чье это платье? Да. Это твое. Это твое платье. Чье это здание? Здание это мой дом. Мой дом это ай. Чье это здание? Это наше? Это наше здание. Здание. Это наше здание, да? Это наше здание, да? Да? А, хорошо. Thế vừa rồi chúng ta thấy đó là gì? Cách biến đổi của đại từ sở hữu ở giống chung. À, đó, có bốn ngôi. Моё, твоё, наше, ваше. À, bây giờ đại từ sở hữu ở số nhiều. Đấy. À, khi nào nó ở số nhiều? Khi mà các danh từ biến đổi sang số nhiều. Ví dụ một ngôi nhà dom. Một ngôi nhà, nhiều ngôi nhà thành ra mà một cái ô dồn nhiều cái ô gian tưới dồn gian tưới gian tưới gian tưới gian tưới một căn phòng com là tạ nhiều căn phòng com là tỷ com là tỷ đấy đó à tác một cô em gái sistra sistra nhiều cô em gái nhiều cô em gái сёстры сестры да сёстры сёстры nhiều cô em gái сёстры сёстры да một cái cửa sổ одно окно окно nhiều cái cửa sổ окна окна đấy một cái váy
Một cái áo dài, platье. Platье. Nhiều cái áo dài, platье. 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 Một tòa nhà, здание. Здание. Nhiều tòa nhà. Nhiều tòa nhà đây dùng cái từ khác là братья đấy. Здание là nhiều tòa nhà đấy. À đây là братья là nhiều cậu em trai. Một cậu em trai. Брат. Nhiều cậu em trai. Братья đấy. À thế bây giờ người ta hỏi dùng câu hỏi gì nào? Chi. Chi это дома? Chi это дома? Chi это дома? Да, chi это дома, đấy. Chi это дома? Đó. À, thế bây giờ nói những ngôi nhà này của tôi это мои дома. Это мои дома. Это мои дома. Да, это мои дома. Так. À, tiếp theo nào. Это твои дома. Это твои дома. Да, это наши дома. Đây em có điện thoại là nó bị chi это дома. Это мои дома. Это мои дома. Да, chi это занты. Chi это занты. Это мои твои занты. Твои зан. Занты. Занты. Да. Чьи это комнаты? Чьи это комнаты? Это наши комнаты. Это наши комнаты. Чьи это сестры? Чьи это сестры? Сестры. Это ваши сестры. Это ваши сестры. Это ваши сестры. 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 Да? Это ваши сестры. Сестры. Чьи, да, чьи это сестры. Окна? Сестры. Чьи это окна? Чьи это окна? Окна? Это мои окна. Это мои. Это мои. Окна. 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 Чьи это платья? Это мои окна. Да, чьи это платья? Чьи это платья? Это твои платья. Это твои платья. Да. Чьи это братья? Чьи это братья? Чьи это братья? Да. Это наши братья. Это наши братья. Да. А, thế như vậy ở đây chúng ta mới nhìn thấy có gì? Bốn đại từ sở hữu мой, твой, наш, ваш. Đấy. Của tôi, của cậu, của chúng tôi, của các bạn. À, thế có ba đại từ sở hữu của anh ấy, его, của cô ấy, ее, và của họ, их, их. Đấy. À, его, ее, их. Thì chúng không hề biến đổi. À, em nhìn thấy chứ nào? Nếu ở đây là дом thì phải là môi, con ta phải là моя, окно phải là моё, дома phải là мои. Đấy. À, một cái đại từ môi này nó biến đổi thành bốn định dạng khác nhau. Môi, моя, моё, мои. Thế nhưng chúng ta nhìn thấy này. Его, ее, их nó không hề biến đổi thế nào cả. Đấy. Его дом. Его комната. Đấy. À, его окно. Đấy. Его окно. Его дома. Его дома. Его дома. Đấy. À đúng không nào? Đấy, так вот. À, хорошо. Это мой друг. Это мой друг. Хорошо. Чья это бабушка? Это моя бабушка. Это моя бабушка. Чей это дедушка? Это мой дедушка. Это мой дедушка, да? А чье это вино? Это мое вино. Это мое вино, да? Это мое вино, хорошо. Это мое вино. Это мое вино, хорошо. Tiếp theo nào. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo cách người ta sử dụng cách 4 để người ta nói chỉ tên, đấy. À, chúng ta hay nghe thấy câu hỏi là gì? Как вас зовут? Đúng không? Cậu tên là gì? Anh bà, ông bà tên là gì? Как вас зовут? Hoặc là Как тебя зовут? Как тебя зовут? Nghe thì hiểu rồi, đấy. Как тебя зовут? Thì vậy тебя nó là cái gì? Вас là cái gì? Đấy. À, đúng không nào? Đó người ta gọi là đại từ nhân xưng ở cách 4, đấy. Thấy chưa nào? Đấy. À, chúng ta có các đại từ này. Я, ты, он, она, мы, вы, они. Đây là các đại từ nhân xưng nhưng mà nó ở cách 1. Đấy, chúng ta nhìn thấy số 1 này, đấy. Đại từ nhân xưng ở cách 1.
À thế nếu chúng ta muốn dùng để hỏi tên thì chúng ta không thể nói là các tư gia vụt được, hoặc là các vui gia vụt, đúng không nào? À đối với các em mà không học tiếng Nga, các em chỉ nghe thôi thì các em có thể nói như vậy đấy. Thế nhưng chúng ta học thì chúng ta sẽ biết rằng là gì? Muốn hỏi tên chúng ta phải sử dụng các đại từ này ở cách 4. Ya sang cách 4 là thành mi nhà. Tươi chi bia. Ô nó thành chủ Thế thành không? ye wo. Hồi mất mất màn hình rồi. À vừa rồi là chúng ta xem lại cái cách mà người ta hỏi tên đấy, hỏi tên. Khi hỏi tên người ta dùng các đại từ nhân xưng ở cách 4. À, các đại từ này là gì này, em đọc nào. Mi nhà đâu rồi, Mi nhé. chi bia, Mi nhé. chi bia, Chia bia. ye wo, Chia bia. ye wo, Yê vô. ye yo, Yê vô. ye yo, Yêu nas, yêu nas, nas vas, nas vas ich, y ich đấy. À đó, bốn cái y đại từ đó đấy. Thế và sử dụng vào những câu như này đấy. Các chị bé ra vút, mẹ nhá. nhà ra vút an toàn. Các vát ra vút, mẹ nhà ra vút Maria Ivanovna. Các ye yo ra vút, tên cô ấy là gì? Ye yo ra vút Anna, cô ấy tên là Yêu sao Anna. vút Đấy. anh à? Các ye vô ra vút, anh ấy tên là gì? Ye vô ra vút an toàn. Đấy, à đó. Thế vậy thì đó là bài học ngày hôm nay của chúng ta. Trọng tâm chính của bài ngày hôm nay là gì? Đó là cách nói sở hữu. Đấy. Và các đại từ sở hữu chúng ta biết rồi. À, môi từ vôi nas vas y vô y yo y đấy, à biến đổi sang các cách khác đấy, à sang sang các giống khác nhau đấy đó. Thế vậy thì bài hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Cảm ơn em, hẹn gặp em trong buổi học ngày hôm sau nhé. Tác đa Dạ. vả đức xin đảnh Dạ. bác cả Dạ. đã. Dạ. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học ở các cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên, bấm like và chia sẻ bài để động viên tác giả của video. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.